Chiều 5 tháng 7, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Chí Hữu, 51 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đạ Huoai thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ông Hữu bị bắt vì nhận tiền và để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai khi còn làm giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bảo Lâm và bị tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bảo Lâm, ông Hữu đã câu kết với ông Tạ Duy Phước là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bảo Lâm để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông. Hành vi của ông Hữu liên quan đến việc hình thành điểm nóng phân lô, tách thửa trái phép diễn ra thời gian dài trên địa bàn huyện. Tháng 4 năm 2023, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Tạ Duy Phước để điều tra hành vi giả mạo trong công tác. Theo điều tra, trong quá trình công tác tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bảo Lâm, ông Phước đã lợi dụng chức vụ để làm sai lệch hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông. Liên quan vụ án này, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Sáng 44 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đỗ Ngọc Châu 38 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Lương Công Vũ 38 tuổi, cán bộ địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.